Theo quan niệm của người Việt, cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng. Đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới nên còn có tên gọi khác là Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này, người dân thường đi chùa lễ Phật và làm mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên để cầu nguyện sự an lành cho bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh, các gia đình có thể cúng rằm tháng riêng trước hoặc đúng ngày rằm. Năm nào cũng vậy, gần đến ngày rằm tháng riêng, gia đình bà Quyên lại đi lễ chùa để cầu nguyện bình an, công danh, sự nghiệp. Đối với gia đình bà Quyên, cũng như nhiều người dân khác, thì việc đi lễ chùa đầu năm, đặc biệt là ngày rằm tháng riêng, rất quan trọng. Mong muốn để được cả gia đình, tất cả mọi người là được cho bách gia chăm họ là được mạnh khỏe, bình an. Đầu xuân thì đi lễ chùa, sau thì về có cái rằm tháng riêng là gọi là Tết Nguyên Tiêu của dân tộc. Thì thường thường các gia đình chúng ta sắm một mâm lễ để dâng lên ông bà tổ tiên, cũng không phải đến mâm cao cỗ đầy, chủ yếu là cái thành tâm. Mặc dù chưa đến rằm tháng riêng, nhưng vì muốn các con cháu sum họp đông đủ trước khi con cháu đi công tác xa, nên gia đình bà Trần Thị Gián đã tranh thủ cúng rằm sớm. Các thành viên sửa soạn mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên, thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên, cầu mong một năm an lành, may mắn. Đây cũng là dịp để gia đình bà Gián quây quần bên nhau, cùng động viên nhau nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm mới. Tuổi như chúng tôi này rồi, ai cũng mong đến gặp được tất cả các thành viên trong gia đình và là con cháu rồi nội ngoại rồi về trong cái ngày dịp lễ Tết này. Nhất là quan trọng nhất là cái ngày mà rằm tháng riêng ấy. Gia đình chúng tôi thì ông bà, bố mẹ, con cháu tập hợp để cùng nhau động viên nhau để hoàn thành những cái mục tiêu mình đã đề ra. Người xưa có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng. Bởi vậy mà từ lâu trong tâm thức người Việt, ngày rằm tháng riêng cũng quan trọng chẳng kém Tết Nguyên Đán. Những giá trị tâm linh, giá trị nhân văn mà ngày rằm tháng riêng đem lại sẽ trở thành hành trang để con người vững tin bước vào một năm mới với tâm thế lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Rằm tháng riêng thì nhà ai cũng cúng, ai cũng đi chùa, nhưng mà chúng ta với tấm lòng của mình, chúng ta lễ chùa bằng sự kính ngưỡng Phật Pháp Tăng, chúng ta cũng không nên bày vẽ và không nên sắm sửa những thứ gì nó quá, và kể cả tổ tiên cũng vậy, chúng ta cũng không không nên bày vẽ quá và cũng không nên linh đình quá. Chúng ta bằng tấm lòng của mình làm lợi ích cho đạo, cho đời và gia đình cũng như là xã hội.